Chào các bạn, cận thân mến, ở phần video này cô Trang sẽ hướng dẫn em với dạng bài tập điền từ vào đoạn văn. Với dạng bài tập này sẽ có một số cái chỗ trống và nhiệm vụ của em là phải nhặt từ ở trong cái khung này để điền vào mỗi chỗ trống. Vậy để làm được cái dạng bài tập này thì đầu tiên đó là em sẽ phải xác định nghĩa của các từ ở trong khung này trước và xác định từ loại của nó cô có từ country, nghĩa là, là quê, vùng quê đúng không? Là đất nước, vậy nó là từ loại danh từ. Cô có, có động từ find. Anh này gọi động từ nghĩa là tìm kiếm. chợ for là giới từ. Thế còn với từ producing, nghĩa anh này cô là verb in Nó là verb in của động từ produce nghĩa là sản xuất. Thế còn từ pollution là danh từ nghĩa là sự ô nhiễm. Rồi thế còn động từ bring, Nghĩa là mang, nghĩa là mang, nghĩa mang lại. Rồi còn một từ cuối cùng nữa, từ này của chúng ta có đuôi ED. Với từ crowded, với từ crowded. Yeah, từ này là tính từ nghĩa là đông đúc. Vậy là sau khi chúng ta xác định được nghĩa và từ loại của các từ ở trong khung rồi, bềm xếp cho cô xem này. Với cái chỗ trống của câu số 1 này, em căn cứ bằng mạo từ the. Chúng ta có quy tắc là sau mạo từ cộng danh từ. Như vậy thì cô sẽ có cái sự lựa chọn đó là hoặc là dùng từ country hoặc dùng từ pollution Vậy là với từ country là quê và từ pollution là sự ô nhiễm. Vậy thì em sẽ dùng từ với nghĩa là gì? Thì em phải xét ngữ cảnh của cái câu này. Thì như sau, nếu bạn sống ở trong một thành phố thì bạn có lẽ sẽ nhìn thấy rất là nhiều người, nghe thấy tiếng ồn giao thông, và ngửi cái gì đó từ ô tô và các nhà máy. Vậy chắc chắn là từ ô tô và các nhà máy thì phải là người thấy cái sự ô nhiễm. Vậy thì với cái câu số 1 này Cô sẽ điền đây là từ pollution Nhớ, yeah. với câu số 1 Cô sẽ điền được là từ pollution Rất là dễ phải không ạ Thường là với cái dạng bài tập này trong chương trình cấp 2 Trong cái bài thi vào 10 thì mức độ nó chỉ như thế này thôi Rồi tiếp này với cái câu số 2 Tiếp tục ép căn cứ cho cô bằng mạo từ the. Chúng ta có quy tắc là sau mạo từ cộng danh từ Em đã dùng được từ pollution rồi Vậy từ còn lại của chúng ta sẽ phải điền đây là từ country Đúng không ạ? Rồi, thì nhớ thì câu số này trước trước cái điều này, điều này là gì? Chợ chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới của lịch sử thế giới. Trước cái khoảng thời gian này thì hầu hết mọi người đều là nông dân. Họ sống ở trong những cộng đồng nhỏ ở quê. Rồi với cái câu số 3, bạn sẽ căn cứ bằng động từ lúc kính Đằng sau có có từ better job. Vì thì ở đây dịch là họ đang tìm kiếm một công việc tốt, những công việc tốt hơn. Thì cô sẽ nhớ đến cái cụ động từ look for là tìm kiếm. Vậy thì với câu số 3 cô sẽ điền được giới từ for. Rồi. Thế này với cái câu số 4 thì em sẽ căn cứ bằng more. Sau so more của chúng ta có thể là tính từ hoặc trạng từ của so sánh hơn. Vậy thì em xem cho cô xem là ở đây phía trước của cái từ more em sẽ nhìn thấy có từ sau. Với từ become. Chúng ta có cái lý thuyết là sau so become cộng với tính từ. Nếu cộng tính từ thì cô sẽ thấy được là chỉ có mỗi một từ trong cái bảng kia của chúng ta là tính từ thôi. Đó chính là với từ Vậy từ crowded, ok? Vậy ở đây cô sẽ điền là từ crowded, nghĩa là đông đúc. Đó gì cả? Hầu hết thành phố bây giờ ngày càng đông đúc. Với cái câu số 5, giờ em xem cho cô xem nào. Căn cứ bằng từ and. Khi có từ and thì hai vế nó cân nhau, tức là cùng chức năng từ loại ngữ pháp và ngữ nghĩa. Đây cô có making. Thì suy ra cô sẽ cần một từ mà cân với making, tức là đây cô sẽ phải cần một verb in. Như vậy thì nhìn vào trong bảng kia của chúng ta thì chỉ có mỗi một từ thỏa mãn đó chính là từ sau. Đó là từ producing. vậy thì ở đây cô sẽ điền là từ producing vào đây. Nhớ. Để cô dịch câu này như sau này. Dịch là mọi người bây giờ lái ô tô nhiều hơn. Đúng ạ, đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn, sử dụng nhiều nước hơn, ăn nhiều hơn, tạo ra nhiều rác hơn và cũng sản xuất ra nhiều thứ trong nhà máy hơn yeah, than ever before hơn trước đây rồi với cái câu số 6 cô còn hai từ nữa là đều là động từ cả cô có cái cấu trúc là sau can cộng với nguyên dạng vậy chỗ chắc chắn chỗ này cô là động từ rồi nhưng mà cô có những hai động từ cơ vậy xét bằng nghĩa xét bằng nghĩa này cô có động từ find là tìm động từ bring là mang Việc dịch là cuộc sống ở trong những thành phố hiện đại có thể mang lại rất nhiều cơ hội nhưng cũng đưa lại đem lại rất là nhiều những khó khăn. Vậy đây cô cần một từ với nghĩa là mang chứ không phải là tìm. do đầu với câu số 6 cô sẽ điền được động từ là bring. Ok.